trên mạng xã hội rất nhiều các thông tin khác nhau được nói về công nghệ niềng răng. Nhưng phải xin thưa rằng là gì? Tất cả nó chỉ là cái khí cụ, công cụ để cho quá trình di chuyển răng mà thôi. Còn đâu nó là nó chỉ là một cái phần kỹ thuật để chúng ta làm sao áp dụng vào trong lâm sàng. Nó không phải là yếu tố kiên quyết để thành công của một ca lâm sàng trong điều trị. Trên tay của bác sĩ Trung, đó là hệ thống mắc cài. Trên tay của bác sĩ Trung là những hệ thống mắc cài. Đây là những cái hệ thống mắc cài có thể gắn lên trên răng. Thì đây là gọi là niềng răng mắc cài. Niềng răng khay trong suốt. Niềng răng khay trong suốt cũng là một cái giải pháp, một cái giải pháp. Ví dụ đây là một cái hãng Invisalign của Mỹ. Đúng không ạ? Đây là hãng Invisalign. Cũng là khay trong suốt của chúng ta. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta có nhiều các cái giải pháp khác nhau, gọi là lựa chọn vật liệu khác nhau để chúng ta có thể đứng đến một cái quyết định là gì, chúng ta liềng răng bằng phương pháp nào. Như vậy thì có phải là gì, hệ thống lựa chọn cái vật liệu này là quan trọng nhất hay không? Không phải. Ngày hôm nay chúng ta phải nhớ rằng quá trình đi liềng răng của chúng ta là quá trình chúng ta phải làm sao lập kế hoạch điều trị, theo dõi kế hoạch điều trị với bác sĩ của mình, tìm cái cơ sở điều trị, tìm bác sĩ điều trị, đó là điều quan trọng nhất. Và sau đó thì chúng ta bây giờ lựa chọn vật liệu. Lựa chọn vật liệu thì thường bác sĩ Trung sẽ phải lựa chọn theo ca lâm sàng. Theo ca lâm sàng. Cái ca lâm sàng là gì? Có những cái điều trị chúng ta có thể điều trị được cả khay trong suốt, cả mắc cài. Nhưng có những cái điều trị chúng ta phải điều trị mắc cài. Và có những cái điều trị thì chúng ta là gì? Nếu có tiền chúng ta có thể làm bằng khay trong suốt hoặc là khí cụ khác. Như vậy là gì? Mắc cài hay là khay trong suốt chỉ là công cụ mà thôi. Công cụ mà thôi. Nghĩa là công cụ để làm sao chúng ta làm sao? Niềng răng. Công cụ để niềng răng. Bây giờ quay trở về cái câu hỏi mà bệnh nhân hay hỏi là gì? Anh Trung ơi, em thấy rằng là, bác Trung ơi, em thấy rằng là khi có công nghệ niềng răng. Bây giờ chúng ta lên mạng, chúng ta xếp cho nó công nghệ niềng răng. Xem nó ra cái từ như thế nào để chúng ta nhìn. Bác sĩ Trung đánh trên một Google. Bác sĩ Trung không có muốn động chạm đến tất cả một phòng khám nào cả. Chúng ta cũng không nói về một phòng khám nào cả. Và ngày hôm nay bác sĩ Trung chỉ muốn chia sẻ về việc mọi người là gì? Xác định công nghệ niềng răng nó là như thế nào? Nó có phải là cái thứ mà chúng ta mong muốn hay không? Thì chúng ta phải đi vào trong cái phân tích của chúng ta. Như vậy là chúng ta thấy là gì? Ở trên đây chúng ta có rất là nhiều các loại công nghệ hiện răng. Công nghệ hiện răng rồi là gì? Chuyển giao, rồi Smile Check, rồi là gì? Công nghệ V-Smile, rồi công nghệ X-Matrix, rồi là tất cả mọi cái. Nghe là search một loạt ra thì là gì? Rất là nhiều các công nghệ IDEX, rồi là giảm đau, tất cả mọi thứ. Rồi công nghệ niềng răng Invisalign, rồi là công nghệ nọ, công nghệ kia, công nghệ. Rồi là công nghệ sử dụng mắc cài công nghệ. Này, chúng ta đi tìm công nghệ 3M, 3D Speed. Đấy, chúng ta thấy là gì, có một loạt các cái gọi là gì, niềng răng vô hình, rồi là công nghệ 3D printing, chúng ta rất là nhiều các cái công nghệ, rồi là gì, máy, các công nghệ máy sinh ra đời, máy quét, rồi tất cả mọi cái. Thế vậy thì thực sự đây nó là có phải là những cái thứ mà chúng ta phải đáng phải trả tiền hay không, thì chúng ta phải đặt câu hỏi đấy cho bệnh nhân. Và chúng ta phải cần có một cái sự thực để cho bệnh nhân biết được là chúng ta là gì, chúng ta đang làm những cái thứ gì, và chúng ta cần nên một cái truyền thông sự thực, đó là những kiến thức thật sự sạch, kiến thức thật sự là sạch để giúp cho bệnh nhân chúng ta làm sao có được cái kiến thức về niềng răng. Như vậy là gì, chúng ta nếu chúng ta bỏ ra khoảng 5-10 phút chúng ta search lên trên mạng, chúng ta thấy là gì, trên mạng xã hội rất nhiều các thông tin khác nhau được nói về công nghệ niềng răng. Nhưng phải xin thưa rằng là gì, tất cả nó chỉ là cái khí cụ, công cụ để cho quá trình di chuyển răng mà thôi. Còn đâu nó chỉ là một cái phần kỹ thuật để chúng ta làm sao áp dụng vào trong lâm sàng. Nó không phải là yếu tố kiên quyết để thành công của một ca lâm sàng trong điều trị. Mà thành công lâm sàng mà trong điều trị đó chính là gì? Cái vấn đề kế hoạch phác đồ điều trị của bác sĩ và sự phối hợp giữa bệnh nhân và bác sĩ để chúng ta đưa đến một cái kết quả điều trị. Như vậy là gì? Cái câu trả lời đầu tiên mà bác sĩ Trung muốn đưa tới mọi người về những kiến thức niềng răng. Thứ nhất là không có công nghệ nào niềng răng cả. Hãy nhớ một điều như vậy, và chúng ta cũng phải làm truyền thông sạch như này cho bệnh nhân cả nước biết và tất cả người dân biết để chúng ta tránh mất tiền trong cái vấn đề sử dụng công nghệ, gọi là công nghệ không cần thiết. Như vậy là những cái hệ thống máy quét, những cái máy quét bây giờ chúng ta cũng thấy người ta quảng cáo là công nghệ máy quét
trong niềng răng các thứ mọi cái. Thì chúng ta thấy là gì? À, người ta quảng cáo những cái máy quét ở mô hình 3D như vậy có phải là một cái gì đó là cao siêu hay không? Xin thưa, nó chỉ là một cái công cụ để lấy dấu mà thôi. Và chính là sự biến tướng trong quá trình marketing, nó làm cho người dân hoặc là những người người bạn của bác sĩ Trung, rồi những người bệnh nhân, chúng ta không có kiến thức hiểu biết và chúng ta nghĩ rằng nó đang là một cái công nghệ gì đó. Công nghệ quét cái mẫu hàm đấy nó có từ vài chục năm nay rồi. Bản thân các lab người ta đã dùng cái công nghệ quét lấy dấu đấy rất nhiều năm rồi. Rất nhiều năm rồi. Còn bây giờ gọi là quét mẫu hàm, gọi là quét trực tiếp trên miệng của chúng ta. Nó chỉ là một cái máy giống như chúng ta cứ hình dung như một cái máy ảnh của chúng ta chụp lại cái mẫu hàm của chúng ta. Như vậy cái máy ảnh nó có từ lâu đời rồi. Và cái máy quét này nó gọi là quét trong miệng. Nó chỉ là cái việc để lấy dấu cái hàm răng của chúng ta ra thôi. Vậy nó không thể nói là gì một công nghệ niềng răng được. Nó chỉ là một cái phần trong cái giúp cho công việc của người nha sĩ quá trình đó tương tác nhanh gọn hơn và chính xác hơn một chút xíu thôi. Còn nếu chúng ta làm theo cổ điển vẫn đạt được cái sự chính xác. Như vậy chúng ta sẽ phải khẳng định với nhau một điều trước khi vào bài chia sẻ những kiến thức niềng răng này. Chúng ta phải khẳng định với nhau rằng không có một công nghệ niềng răng nào mà nói rằng là gọi là công nghệ niềng răng cả. Hãy nhớ một điều như vậy. Tất cả những cái công nghệ đó chỉ là những khí cụ và những cái bước để chúng ta niềng răng mà thôi. Còn quy trình niềng răng của bác sĩ, kế hoạch niềng răng của bác sĩ và sự theo dõi của bác sĩ trên mỗi ca lâm sàng, đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải hướng tới. Chúng ta không trả tiền cho tất cả những cái thứ quảng cáo hoặc là những cái thứ mà chúng ta thấy là gì? Phù phiếm, không làm cho chúng ta hiệu quả. Như vậy, đấy là câu trả lời đầu tiên. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.